Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đang ở xã Thới Sơn thuộc huyện Tịnh Biên các bạn. Mình đang ở trên đoạn đường nối từ thị trấn Nhà Bàng vào chùa Phật Thới Sơn. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái địa điểm, đó chính là Vồ Ông Tà. Nó là một phần của núi Két. Và địa điểm này có gì đặc biệt thì mình mời các bạn cùng theo chân mình để tham quan nha. Sau khi chạy một cái đoạn đường ngắn thì mình đã đến được Vồ Ông Tà rồi nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân mình để xem coi ở Vồ Ông Tà này khung cảnh xung quanh nó như thế nào nha. Thank you.
Dồn Tà cũng là một phần của núi Két đó các bạn. Dồn Tà có hai cái dồ và các bạn có thể nhìn rõ ra được là đó là phần đá lộ thiên ra bên ngoài. So với phần xung quanh thì Dồn Tà nó tách biệt với phần xung quanh luôn các bạn. Ở trong Dồn Tà này thì các bạn có thể thấy có một cái miếu thờ ông Tà. Các bạn có thể nhìn thấy nè, miếu thờ ông Tà trong này rất là trang nghiêm các bạn. Và ở đây thì nghe nói là rất là linh thiêng các bạn. Mình đã đi xung quanh cái khu vực của Dồn Tà này thì có rất nhiều những hòn đá tạo ra những hình thù rất là đặc biệt. Nếu các bạn đến đây thì các bạn có thể tìm hiểu những hình thù này và mình thì mình sẽ cố gắng để tìm ra cái người chủ ở cái dồn này để mà có thể mình sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan tới Dồn Tà này các bạn. Và video clip của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau khi nói về Dồn Tà này nha.